bây giờ tính đi mua con cho nó ăn, ngoài trời mưa quá sợ té, thôi cho nó nhìn đói. Em nói gì mà hồi cái nồi nhỏ nó dột gì? Không đi bộ về được rồi.
con rắp gái thôi chứ không có đụng tay chú đâu. Mì nhá. Quê. Không lấy nó ra thì điếc. Mỗi lần lấy thì sợ chết mù. Dạ. Chúng quá nhát luôn. Tôi nhớ gì rồi. Tôi hướng tâm ở đây. Tôi nghe cái thằng đó tú ngoài gì bên Thạnh. Mà nó rìm rừng. Nó vô đây lấy tay. Dạ. Nhớ chưa? Ở đâu ta? Bình Thạnh hay là quận 7 ta quên rồi. Nó nói Bình Thạnh chứ Bình ở quận 7 đâu. Nó bên quận 7 mà làm không có đã. Thấy lên mạng để coi thử ơi. Tại ở nhà chắc chú ít có móc không? Không có móc không? Tôi sợ lắm. Nên chú không có quen cảm giác đó. Không ai đụng ngủ tay tôi hết á. Con ngứa là cũng lấy ngón tay tròn tròn rồi quậy quậy. Rồi thôi. Chứ không có cái vụ mình lấy móc tay mà hà lấy bông tay hay lấy đồ tay không có. Hình như còn không? Dạ còn một miếng chút. Thôi chú ráng nha, con gấp nó ra thôi. Chú đừng có giật nha. Rồi thì giọt đi mua con với cháu rồi ăn. Dạ dạ. Chứ không gì hết. Gấp có nhiều đó, đừng có giận nha. Đâu có gì đâu, bình thường. Bị hết mưa rồi. Dạ.